Thông tin về giá vàng do Trung tâm Kim Hoàng BG Quảng Ngãi cung cấp. Mở phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.650 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ một ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Giá vàng tăng do đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Chỉ số đô la Mỹ giảm làm sóng lại sức hấp dẫn của vàng đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm hơn nữa so với mức đỉnh 14 năm vào tuần trước. Giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ 100.000 đồng một lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá vàng miếng BNJ do công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNJ niêm yết ở 4 khu vực là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng dao động ở mức 51.800.000 đồng một lượng mua vào và 52.900.000 đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng BNJ nhẫn trơn BNJ miếng vàng 24K Phúc Tài Lộc được BNJ niêm yết ở mức 5.180.000 đồng một chỉ mua vào và 5.280.000 đồng một chỉ bán ra.